Minecraft. Nhưng mình nhìn tới đâu kim cương tới đó. Vì ngày hôm nay mình sở hữu một đôi mắt Diamond. Khi đủ giàu có chắc chắn là mình sẽ kiếm chuyện quánh lộn với con rồng. Hôm nay mình sẽ chọi kim cương vô đầu nó để làm món rồng giác kim cương. Không biết là các bạn có ai đã từng ăn bò giác vàng chưa ha? Chứ mình là chưa rồi đó. Tiền đi học mua bánh tráng trộn còn không đủ ăn nữa. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi ha. Mình đi vô đất liền cái đã. Các bạn hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt lé của mình. Các bạn có thấy gì không? Sự giàu có đó. Nhìn nó lé vậy thôi chứ đây là mắt Diamond đó. Hãy xem đây. Chà! Đôi mắt này của mình nhìn tới đâu ở đó biến thành kim cương tới đó. Bây giờ đây không còn là một đống cát bình thường nữa, mà là cát Diamond. Ui, xung quanh ta toàn là kim cương. Ôi, cái vấn đề là bây giờ làm sao để khai thác lên mới là quan trọng nè. Ui, dân làng thân yêu, con đến đây. Bác ơi, con nghe nói xóm mình còn khó khăn lắm đúng không bác? Chuyện nhỏ thôi, để con giúp mọi người. Giàu có liền. Từ nay xóm của mình không còn nghèo khổ nữa. Đâu đâu cũng là kim cương. Mấy bác không cần cảm ơn con đâu. Lo mà nghĩ cách đi đào kim cương đi. Con cũng chưa biết đào kim cương bằng cách nào nè. À, cảm ơn bác. Bác nói mình á, đi tìm bác thợ rèn đi rồi xin một cây cúp sắt. Ôi, rồi sao bác ra ngoài? Con không cố ý nha. Ui, nhỏ ơi, nhỏ ơi. Tạm thời chưa có vô nhà được nha con. Mình bắt đầu thấy tình hình không ổn rồi mấy bạn ơi. Quay, anh Golem, để mình đi tìm mấy cái que cái đã. Chà, ui, không kịp. Nó biến thành khối kim cương nhanh quá. Rồi, không xong rồi. Yeah, phải làm thiệt lẹ thì mới lụm được que. Tuyệt vời. Tiếp theo mình cần lấy mấy khối cát. Yeah. Ôi. Và bây giờ thì anh Golem ơi, lèo lèo. Nhưng mà quýnh bằng cây gậy này chừng nào anh Golem mới chết ta. Đó, anh ngon đập bể mấy cái khối kim cương này rồi lên quýnh em đi. Trời ơi, cái gậy gỗ mà quýnh vô cục sắt. Hơi bị nản. Cố gắng thôi, trâu quýnh lâu cũng chết. Yeah, đánh mỏi cả tay được 4 thỏi sắt. Bây giờ cần xin mấy bác dân làng một cái bàn chế tạo. Ý kiện rơm. Ôi, nó thành kiện rơm Diamond rồi mấy bạn ơi. Phải cẩn thận mới được. Chưa bao giờ lấy kiện rơm mà khó khăn vất vả như ngày hôm nay vậy đó. Khum mỏi cả lưng luôn, lấy được có 13 cái kiện. Hello, hello. Úi, mình biến hai cái bàn nghề của bác dân làng thành kim cương luôn rồi. Hai bác chịu khó thất nghiệp một thời gian nha. Đôi khi giàu quá cũng khổ lắm mấy bạn ơi. Giờ đi đâu cũng phải ngước mặt song song với bầu trời không dám nhìn xuống. Làm đủ mọi cách rồi không chui vô được nhà dân làng nào hết trơn á. Mình phải đi tìm gỗ và làm bàn chế tạo ở chỗ khác thôi. Mấy bác dân làng chịu khó nha. Tuy hơi phiền nhưng mà được cái làng mình giàu lên trông thấy rồi đó. Yeah, có cây đây rồi. Cuối cùng cũng được làm lâm tặc. Ôi, nà ní. Phải cẩn thận thôi mấy bạn ơi, chứ không lại thất nghiệp như mấy bác dân làng á. Ôi, phiền phức vậy. Yeah, một khối gỗ đầu tiên. Wow. Khà khà khà, cuối cùng thì mình cũng có bàn chế tạo rồi nè. Đặt xuống đây. Ui, không xong rồi. Bàn chế tạo của mình biến thành khối kim cương luôn. Mình bắt đầu hết thích cái cặp mắt Diamond này rồi đó. Để thử lại một lần nữa coi sao. Yeah,
cuối cùng cũng bật lên được. Rồi rồi rồi, đã có cúp sắt, đã có thức ăn. Này thì Kim Cương, tao nhịn mày từ nãy giờ rồi nha. Chưa bao giờ mà mình thấy một số lượng kim cương khổng lồ như vậy trên mặt đất á. Ước gì ở ngoài đời thật cũng giống như vậy. Mình sẽ bán để mua một đôi giày mới học thể dục. Mình mập quá mang hết vừa đôi giày cũ rồi. Ok, như đây là dư chế tạo rồi. Phải cẩn thận mới được. Ôi, sơ hở một cái là mất tiêu cái bàn liền. Mình nóng tính võ công lại cao, mà sao nó cứ thích troll mình thế nhờ. Để mình lấy thêm gỗ. Đặt được cái bàn chế tạo xuống đã khó rồi, bây giờ tìm cách để xài nó còn khó hơn. Nhưng mình là người cẩn thận mà. Ôi, bực mình thiệt sự luôn. Tuy mình đau đớn, mình gục ngã, nhưng mình tìm thấy sức mạnh ở nội tại, nên mình không bỏ cuộc đâu. Úi, thua keo này ta bày keo khác, còn thua tàn nát, chắc đổi game khác mà chơi luôn quá. Thử lại thôi nào. Nope. Nope. Yeah, mình biết cách rồi. Một đống kim cương luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình đã có được tất cả những gì mình cần. Ước gì bây giờ đôi mắt mình trở lại bình thường thì hay quá. Heo ơi. Úi, mình biến cỏ thành kim cương hết. Rồi lấy gì cho mấy bé heo ăn ta? Thu dọn đồ đi thôi. Yeah, lá cây mà cũng biến thành diamond nữa hả? Lấy thêm ít gỗ. Bởi vậy mình mới nói làm lâm tặc đâu phải dễ. Nó đòi một người phải có đủ hai tay hai chân, cộng với một cái đầu IQ hai chữ số giống như mình thì mới được. Nani? Heo ơi, thông cảm cho anh nha. Đôi mắt của anh không có biến cưng thành heo diamond được đâu. Mặc dù nhìn con hơi xấu, nhưng cứ như vậy sẽ tốt hơn đó heo ơi. Đừng có ham vào làm gì phiền phức lắm. Mình sẽ làm thêm một cái khiên. Yeah, nhìn mình chiến hơn rồi đó. Úi, căn cứ của mấy anh cướp. Mình có nên xóa đói giảm nghèo cho mấy ảnh luôn không ta? Thôi chắc làm phước luôn đi ha. Mấy ảnh giàu có rồi thì mới không qua trộm cướp của mấy bác dân làng chứ. Anh chờ xíu đi, em đem tài lộc tới cho nè. Ôi trời ơi, căn cứ bằng kim cương luôn là biết luxury rồi. Trời trời trời, người ta cho tiền anh mà anh bắn người ta là sao? Thư nè, thư nè. Đeo cờ là ngon đó hả? Chà. Tiếp tục. Ôi, full kim cương luôn. Ok, vậy được rồi ha. Giàu có rồi đó, làm ơn sống cho đàng hoàng nha anh trai. Ôi, 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 anh kia có nỏ phù phép. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. Mấy anh này tham thiệt, cho nhiêu đó còn không chịu nữa, đòi cướp của giết người. Mấy anh cướp đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có ngon bơi xuống đây. Đồ không biết bơi. Lèo leo, lèo leo. Ui, hình như một cánh cổng địa ngục. Phải cẩn thận và khéo léo mới được. Chú Ní Hồng nó sẽ biến những khối obsidian thành kim cương là toang luôn á. Ui, một cái rương. Phải cẩn thận, cẩn thận. Rồi xong, hụt ăn luôn. Cái cổng nó nằm ở dưới cát khó quan sát quá. Để mình nghĩ cách khác làm cổng địa ngục. Ui, không thấy người ta full diamond hay sao mà còn bắn. Nắng mặt trời chịu cũng không nổi mà thích hổ báo cáo chồn. Để mình lấy ít sắt. Ôi, anh Ripper, anh nổ em coi thử coi. Anh mà bể được mấy khối kim cương này á, là em kêu anh bằng đại ca luôn. Cuốc à. Ý. Cứ sơ hở là mất cái bàn chế tạo à. Tốn kém quá đi thôi. Nope. Làm một cái lò nung.
sắt, làm cái xô, xúc nước, đổ vô đây. Và chúng ta đã có hát diện thạch. Úi, úi, hên vậy. Cái đôi mắt đai ở mình của mình không biến hát diện thạch thành kim cương. Úi, hên dữ, hên dữ. Đào bới thôi. Mấy bạn thấy cái cổng của mình ngày hôm nay có đẹp không? Luxury quá phải không nè? Cái cổng trường mình mà đẹp như vậy cũng đỡ. Hello. Wow. Mình đem sự giàu có xuống dưới địa ngục nghèo khổ. Ok, đầu tiên mình sẽ đi tìm mấy anh heo để chơm vàng. Ước gì mấy ảnh chịu đổi kim cương lấy vàng ha. Wow. Tàn tích nghèo nát cũ kỹ. Đó, để anh độ lại cho nè. Xịn sò lên liền. Còn anh heo anh đây anh muốn gì? Hiện tại em có một khối vàng à, anh muốn đổi không? Anh heo này nhiệt tình ghê á. Nhưng mà có một khối vàng này anh đổi cho mình không đủ ngọc Ender đâu. Nên thôi anh tắm dung nham nha. Cái này là anh muốn. Ui, chắc là dấu vàng ở đây rồi. Anh heo ơi, leo leo, em có vàng. Có tiền cái làm phiền anh heo liền. Đây là lần đầu tiên anh heo được trao đổi cho một căn phòng full kim cương phải không anh heo? Cái quần này cùi quá, trả lại. Đổi đồ cho đàng hoàng nhiệt tình. Tí nữa em tặng cho mấy ký kim cương đi cưới vợ. Anh heo ơi, xin lỗi, làm anh giật mình. Em đủ đồ rồi. Mình lỡ tay. Xin mấy anh quỷ lửa vài cái que nữa là đủ. Ui, để sử dụng bình kháng lửa anh heo cho. Chiến thôi nào. Chà chà chà. Phun cái gì mà phun. Mình không dám nhìn vô cái lòng spawn luôn á. Đánh lén nè. Anh heo cho thuốc chống lửa xịn á, chứ không phải đồ giỡn đâu. Ok, đủ rồi. Ui, mình lo hơi xa. Làm từ nãy giờ không dám dòm. Thì ra là mình không biến lòng spawn thành khối kim cương được. Đã nói đủ rồi mà. Vậy thì dùng cúp. Ok, chúng ta trở về đất liền thôi mấy bạn ơi. Từ nay trở đi dưới địa ngục giàu không thua kém gì trên đất liền luôn. Lên đường đem kim cương tới cho bé rồng mập địch thôi. Chà. Té nhiều lần rồi mà lần nào cũng hết hồn hết trơn á. Ui, tầm này rồi ai xài mấy cái giáp sắt nữa ta. Cửa ơi, mở ra. Các bạn thấy cách mở cửa này của mình nhanh không? Sau đó chỉ cần đập cái lóc này là xong. Còn cửa sắt thì sao nè. Chà. Wow, bể luôn. Wow, hello hello. Mình không biến mấy con cá này thành cá kim cương được ha. Ăn chắc ngon lắm á. Uầy, cũng may là cái đôi mắt đá ở mình này của mình không có tác dụng với cánh cổng. Chứ nếu không là khỏi đi đánh rồng luôn á. Chắc bây giờ con rồng đang ở trỏng chuẩn bị mấy cái cúp sắt để đào kim cương của mình đó. Chà. Hello. Wow, căn cứ của anh rồng hôm nay đẹp dữ à nha. Phá trụ cho con rồng nó xuống. Ôi, rồi cái lỗ đâu mà mình bắn vô. Hôm nay mình bị đôi mắt đầy mình này hành hơi bị nhiều à nha. Chà. Wow. Ok, rồng ơi. Thở thở là biết mệt rồi. Chui vô đây liền. Mệt thì ăn rìu, mệt thì ăn rìu. Ôi, cái đầu đâu? Chà, 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 chà. Chết đi. Ui, con rồng có cái chiêu hất hất làm hoài. Không còn chiêu nào khác hả rồng? Còn mấy anh Enderman nữa lo đi đào kim cương đi. Cứ đứng gần mình để mình lỡ nhìn cái kiếm chuyện quýnh lộn. Đi học chắc bà trợn lắm nè. Yeah, lại xuống.
rìu lâm tặc nè rồng ơi. Chà 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 chà. Wow, đàm mạnh dữ. Chết đi, chết đi, chết đi. Rén bay liền. Ước gì mình biến con rồng này thành con rồng Diamond được ha. Lúc đó mình sẽ dùng cúp cuốc vô cái đầu nó. Bình tĩnh đột nhập từ phía sau. Quánh với con rồng là phải có chiến thuật rõ ràng. Sau đó chém vô đầu nó từ phía dưới như vậy nè. Mày chết đi, mày chết đi, chết đi, chết đi đồng ơi. Chết đi, chết đi, chết nè. Lèo lèo. Không biết là mình có thể biến cái trứng rồng thành cục diamond được không ha. Ánh mắt ta chạm nhau. Ôi, không được rồi. Chứ được thì lấy gì mà ăn. Nói chung á là cái đôi mắt diamond này của mình nó phiền lắm mấy bạn ơi. Nó cho mình có ít đầu kim cương thôi mà nó hành mình cả buổi trời luôn. Làm cái gì cũng khó. Những cái không cần biến thành kim cương cũng biến. Thôi dù gì mình cũng vất vả tới được đây và đánh thắng con rồng. Bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng một bữa ăn thiệt là ngon lành ha. Rồng giác vàng. Ôi, rồng giác kim cương. Nhớ đăng ký và đặt món tiếp theo nha.